Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm 8. Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Phẩm này gồm bài chánh văn, có kèm theo các bài giảng giải do Hòa Thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu Thuần Giác ghi chép lại. Minh Quang đọc. Lời đầu phẩm. Giờ đây, hàng căn cơ bậc trung đã thấy rõ tri kiến Phật của mình. Đại diện 500 vị, Ngài Mãn Từ Tử trình bày sở ngộ. Theo đó, Phật thọ ký 500 vị tương lai đều thành Phật. Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký là 500 vị đệ tử được Phật thọ ký sau sẽ thành Phật. Ở phẩm thí dụ, Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất. Ở phẩm thọ ký, Phật thọ ký cho Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên. Và tới đây, Phật lại thọ ký cho 500 vị đệ tử như Phú Lâu Na, Kiều Trần Như. Sau sẽ thành Phật, vì lòng tin các Ngài đã thuần thục. Phần chánh văn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư, đời Diêu Tần ngày Tam Tạng Pháp Sư Tru Ma La Thập Vương Chiếu Dịch. Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký thứ 8. Lúc bấy giờ, Ngài Mãn Từ Tử từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp như thế, lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các đức Phật có sức tự tại thần thông lớn đặng điều chưa từng có, lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời mà nghĩ thế này: Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh ở trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp, vớt chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trước. Chúng con ở nơi công đức của Phật, không thể dùng lời nói mà tuyên bày được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Phần giảng kinh. Tôn giả Mãn Từ Tử nghe Phật thọ ký cho các bậc huynh trưởng, lòng tôn giả đã thanh tịnh, vui mừng đến đảnh lễ Phật và nghĩ rằng việc làm của Phật rất ít có. Phật biết chúng tánh của chúng sanh, mà vì họ phương tiện nói pháp theo chỗ họ mong muốn. Hôm nay trong hội này, nếu Phật theo bản nguyện của tôn giả mà thọ ký cho, thì thật là sung sướng, là điều mà tôn giả trông mong, chờ đợi đã lâu. Đó là tâm khao khát được thọ ký của tôn giả Mãn Từ Tử. Phần chánh văn. Bây giờ, Phật bảo các tỳ kheo: Các ông thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói pháp, cũng thường khen các món công đức của ông, rồng rặc siêng năng hộ trì, giúp tuyên bày pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai, không ai có thể cùng tận chỗ biện bát ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng Mãn Từ Tử chỉ hay hộ trì trợ tuyên pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ức đức Phật thuở quá khứ mà hộ trì trợ tuyên chánh pháp của Phật. Ở trong nhóm người nói pháp thuở đó cũng là bậc nhất. Ông lại ở pháp không của chư Phật nói, thông suốt rành rẽ, đặng bốn món trí vô ngại, thường hay suy gẫm, chắc chắn nói pháp thanh tịnh, không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số thọ mạng mà thường tu hành thanh tịnh. Người đời thuở Đức Phật kia đều gọi ông thiệt là thinh văn, nhưng ông Mãn Từ Tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh.
lại giáo hóa vô lượng vô số người, khiến đứng nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. Các tỳ kheo, ông Mãn Từ Tử cũng đặng bậc nhất ở trong hàng người nói pháp thuở bảy đức Phật. Nay ở nơi chỗ ta trong hàng người nói pháp cũng là bậc nhất. Trong hàng người nói pháp thuở các đức Phật trong hiền kiếp, về đương lai cũng lại là bậc nhất, mà điều hộ trì giúp tuyên bày pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chánh pháp của vô lượng vô biên các đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì tình cõi Phật mà thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật nói, lấy số thế giới tam thiên đại thiên, nhiều như số cát sông Hằng mà làm thành một cõi Phật. Đất bằng bảy thứ bán, thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò, khe xuống, đặt ngồi, nhà, đài bằng bảy thứ báo đầy dẫy trong đó, cung điện của các trời ở gần trên hư không. Người cùng trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường giữ, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, đặng pháp thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí huệ. Tất cả đều thân sắc vàng, đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm. Nhân dân nước đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thiền duyệt thực. Có vô lượng vô số nghìn muôn ức na do tha, các chúng Bồ Tát đặng xuất thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo hay giáo hóa loài chúng sanh. Chúng thanh văn trong nước đó tính kệ số đếm đều không thể biết được, đều đặng đầy đủ ba món minh, sáu pháp thần thông và tám món giải thoát. Cõi nước của đất Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế, kiếp tên Vũ Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng tháp bằng bảy thứ báo khắp cả nước đó. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các tỳ kheo lóng nghe, đạo của Phật tử làm vì khéo học phương tiện, chẳng thể nghĩ bàn được, biết chúng ưa pháp nhỏ mà sợ nơi trí lớn. Cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sanh, tự nói là thanh văn, các Phật đạo rất xa, độ thoát vô lượng chúng, thảy đều được thành tựu. Dầu ưa nhỏ biến lười, sẽ khiến lần thành Phật. Trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện là thanh văn, ít muốn nhàn sanh tử, thiệt tự tịnh cõi Phật. Bày ba đọc cho người, lại hiện tướng tà kiến. Đệ tử ta như vậy, phương tiện độ chúng sanh, nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa, chúng sanh nghe đó rồi, thời lòng sanh nghi lầm. Nay Phú Lầu Na đây, ở xưa nghìn ức Phật xuyên tu đạo mình làm, tuyên hộ các Phật pháp, vì cầu huệ vô thượng mà ở chỗ chư Phật, hiện ở trên đệ tử học rộng có trí huệ, nói pháp không sợ sợ, hay khiến chúng vui mừng, chưa từng có mỏi mệt để giúp nên việc Phật, đã được thần thông lớn, đủ bốn trí vô ngại, biết các căn lợi độn, thường nói pháp thanh tịnh, diễn xướng nghĩa như thế, để dạy nghìn ức chúng, khiến trụ pháp đại thừa,
mà tự tịnh cõi Phật. Đời sau cũng cúng dường vô lượng vô số Phật, hỗ trợ tuyên chánh pháp, cũng tự tịnh cõi Phật, thường dùng các phương tiện, nói pháp không e sợ, độ chúng không kể được, đều thành nhất thiết trí, cúng dường các Như Lai, hộ trì tạng pháp bảo, sau đó đặng thành Phật, hiệu gọi là Pháp Minh, nước đó tên Thiện Tịnh, bảy thứ báo hiệp thành, kiếp tên là Vũ Minh, chúng Bồ Tát rất đông, số nhiều vô lượng ít, đều đặng thần thông lớn, sức oai đức đầy đủ, khắp đầy cả nước đó, thanh văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, đặng bốn trí vô ngại, dùng hạng này làm tăng. Chúng sanh trong cõi đó, dâm dục đều đã dứt, thuần một biến hóa sanh, thân trang nghiêm đủ tướng, pháp hỷ thiền duyệt thực, không tượng món ăn khác, không có hàng nữ nhân, cũng không các đường dữ. Phú lầu na tỳ kheo, khi công đức trọn đầy, sẽ đặng tịnh độ này, chúng hiền thánh rất đông, vô lượng diệt như thế, nay ta chỉ nói lược. Phần giảng kinh. Phật tán dương công đức thuyết pháp của tôn giả Mãn Từ Tử trong hội chúng của Phật. Ngoài Phật ra thì tôn giả Mãn Từ Tử là người thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử Phật. Phật nói chẳng những trong đời này tôn giả Mãn Từ Tử rộng nói pháp Phật, mà thuở quá khứ ở nơi 90 ức đức Phật, tôn giả cũng đã từng nói pháp bậc nhất, và trong những kiếp tương lai tôn giả cũng sẽ nói pháp bậc nhất, giáo hóa chúng sanh, làm thanh tịnh cõi Phật. Đó là do duyên phước nhiều đời, tôn giả mới làm được việc đó. Cũng vậy, trong đời hiện tại chúng ta có năng khiếu gì tốt là do nhiều đời chúng ta đã gieo trồng giống đó, chứ không phải chỉ trong một đời mà được. Phật nói, thửa đó, tôn giả Mãn Từ Tử căn cứ vào pháp không của chư Phật mà nói, nên thông suốt được bốn trí vô ngại, nói pháp thanh tịnh không nghi lầm, đủ sức thần thông của Bồ Tát, thường tu hạnh thanh tịnh. Pháp không ở đây là chỉ cho pháp bát nhã. Do đạt được trí tuệ bát nhã, nên tôn giả thuyết pháp không chướng ngại, chỉ dạy cho mọi người đều được pháp thanh tịnh. Người thuở đó gọi tôn giả Mãn Từ Tử là thanh văn, nhưng với Phật thì tôn giả Mãn Từ Tử là Bồ Tát. Bên ngoài, hiện tướng thanh văn giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy, nên sau khi nhắc đến tri kiến Phật, tôn giả liền lãnh hội và được Phật thọ ký cho sau này sẽ thành Phật. Do tôn giả chuyên tu hạnh, tuyên dương chánh pháp, khai thông trí tuệ cho người, nhờ nhiều đời, nhiều kiếp tích lũy phước đức đó, nên khi thành Phật, hiểu là Pháp Minh. Cõi nước thì lấy số thế giới Tam Thiên Đại Thiên nhiều như số cát sông Hằng mà trang nghiêm. Cõi này gần cung điện của chư thiên, nên hai bên giao tiếp nhau rất dễ. Nhân dân ở cõi này do tu đầy đủ hạnh thanh tịnh, nhờ nguyện lực mà được hóa sanh, nên không có tướng nam tướng nữ. Nhân dân ở cõi này dùng hai món ăn là pháp hỷ và thiền duyệt, chứ không dùng thức ăn bằng phạn thực như chúng sanh ở cõi Ta Bà, nên có đủ ba món minh, sáu pháp thần thông, tám món giải thoát. Khi đói thì nghe pháp, tâm hoan hỷ, liền được no. Hoặc đói thì tọa thiền, tâm hoan hỷ, liền được no. Vì nhân dân ở cõi này chỉ cần chánh pháp và thiền định, chứ không cần cơm gạo thô phù như ở cõi Ta Bà. Chúng đệ tử toàn là hàng thanh văn, Bồ Tát, nhiều vô số, không thể tính đếm. Tuổi thọ thì dài vô kể. Phần chánh văn. Bây giờ,
1.200 vị A-la-hán bậc tâm tự tại nghĩ như vậy. Chúng ta vui mừng đặng điều chưa từng có. Nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác thời sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó, nên nói với Ngài Đại Ca Diếp: 1.200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong chúng đó, đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Vậy sau đặng thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông U Đà Di, ông A Nâu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiếp Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Châu Đà Tán, ông Già Đà, vân vân, đều sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ gặp vô lượng Phật, qua vô số kiếp sau mới đặng thành chánh giác, thường phóng quang minh lớn, đầy đủ các thần thông, danh đồn khắp mười phương, tất cả đều tôn kính, thường nói pháp vô thượng, nên hiệu là Phổ Minh. Cõi nước đó thanh tịnh, Bồ Tát đều vọng mãnh, đều lên lầu gác đẹp, dạo các nước mười phương, đem đồ cúng vô thượng, hiển dâng các đức Phật, làm việc cúng đó xong, sanh lòng rất vui mừng. Giây lát về bổn quốc, có sức thần như thế, Phật thọ 60 kiếp, chánh pháp trụ bội thọ, tượng pháp lại hơn chánh, pháp diệt trời người lo. 500 tỳ kheo kia, thứ tự sẽ là Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, theo thứ thọ ký nhau. Sau khi ta diệt độ, ông đó sẽ làm Phật. Thế gian của ông độ cũng như ta ngày nay, cõi nước đó nghiêm sạch, và các xuất thần thông, chúng thanh văn Bồ Tát, chánh pháp cùng tượng pháp, thọ mạng kiếp nhiều ít, đều như trên đã nói. Ca Diếp, ông đã biết 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tuyên nói. Phần giảng kinh. Bấy giờ chư vị A-la-hán là huynh đệ đồng đẳng với tôn giả Mãn Từ Tử. Khi thấy tôn giả được thọ ký rồi, các ngài mong rằng các ngài sẽ được Phật thọ ký cho mình. Phật biết tâm niệm ấy của các ngài, liền thứ tự thọ ký cho các ngài được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đó đệ tử lớn của Phật là ngài A Nhã Kiều Trần Như, do công đức cúng dường 62.000 ức đức Phật, sau sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh. Kế đến 500 vị A La Hán như U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, Ca Lu Đà Di, U Đà Di, A Nậu Lâu Đà, đều sẽ được Phật đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng hiệu là Phổ Minh. Tại sao chư vị A-la-hán thấy tôn giả Mãn Từ Tử được thọ ký, các ngài đều vui mừng và mong được Phật thọ ký cho mình thành bậc chánh đẳng chánh giác? Còn chúng ta nghe các ngài được thọ ký, chúng ta tự thấy mình là kẻ vô phần nên không vui mừng. Tôi ví dụ, các anh em cùng học chung một lớp, đến giờ trả bài. Anh A trả bài thuộc được 8 điểm, thầy khen giỏi. Anh B trả bài thuộc được 8 điểm, cũng được thầy khen giỏi. Mình lúc đó cũng thuộc bài, chưa được gọi lên trả bài, trong lòng cũng mong được thầy gọi lên trả bài. Nếu hôm đó
mình không thuộc bài thì không dám mong được trả bài. Qua ví dụ này, chúng ta thấy sở dĩ các ngài mong được Phật thọ ký là vì các ngài cũng có sở ngộ như những người bạn đồng đẳng mà chưa được Phật xác chứng nên mong chờ. Nếu các ngài chưa ngộ, chắc không dám mong. Do thấy được tâm mong chờ đó, Phật liền thọ ký cho. Đó là ý nghĩa vui mừng. Chờ thọ ký là như vậy. Phần chánh văn. Bây giờ, 500 vị A-la-hán ở trước Phật đặng thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách. Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao? Chúng con đáng được trí huệ của Như Lai, mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ. Thế Tôn, thí như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm. Lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say, cho đó rồi đi. Gã đó say nằm đều không hay biết. Sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khổ nhọc. Nếu có được chút ít bèn cho là đủ. Lúc sau người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng: lạ thế, anh này sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ thọ năm món dục, ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống, thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báo đó đổi giác lấy đồ cần dùng, thời thường được dự ý không chỗ thiếu thốn. Đức Phật cũng lại như vậy, lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên không hay không biết, đã được đạo A-la-hán tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống, đặng chút ít cho là đủ tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo gì. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng niết bàn mà các ông cho là thiệt được diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Bây giờ, ông A Nhã Kiều Trần Dư muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: chúng con nghe vô thượng, tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có, lại Phật trí vô lượng. Nay ở trước Thế Tôn, tự hối các lỗi quấy, trong Phật báo vô lượng, được chút phần niết bàn, như người ngu vô trí, bèn tự cho là đủ. Thí như người nghèo cùng, qua đến nhà thân hữu, nhà đó rất giàu lớn, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá, cột dính trong vạt áo, thầm cho rồi bỏ đi, gã say nằm không hay. Sau khi gã đã dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, nuôi sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ, chẳng lại muốn đồ tốt, chẳng biết trong vạt áo có châu báu vô giá. Người thân hữu cho châu, sau gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong áo. Gã nghèo thấy châu đó, lòng gã rất vui mừng, giàu có các của cải, tha hồ hưởng ngũ dục. Chúng con cũng như vậy. Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho, khiến gieo nguyện vô thượng. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, cho đủ chẳng cầu nữa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thiệt diệt, đặng Phật huệ vô thượng, đó mới là thiệt diệt. Con nay từ Phật nghe, thọ ký diệt trang nghiêm, cùng tuần tự thọ ký,
thương tâm khắp mừng vui. 500 vị A-la-hán được thọ ký vui mừng hớn hở, ăn năn lỗi mình và tự trách. Mình cũng có khả năng thành Phật và cũng được Phật thọ ký. Vậy mà từ lâu, chứng quả A-la-hán, tự cho là đủ. Nay mới biết mình là kẻ vô trí, chỉ biết lấy trí nhỏ cho là đủ. Nên các ngài mới dùng ví dụ hạt châu cột trong chéo áo của chàng say rượu. Tại sao các ngài dùng ví dụ này? Vì ở phẩm quá thành vụ. Phật có nói, thời ngài còn tu hạnh Sa Di Bồ Tát, đã từng nói kinh Pháp qua giáo hóa đồ đệ. Nay ngài thành Phật, những đồ đệ này cũng có duyên theo ngài là hàng hữu học, vô học, chứng A-la-hán ở trong hội này. Những vị này nghe Phật nhắc lại, liền nhớ mình đã được gieo trồng hạt giống tri kiến Phật hồi xa xưa, nay lại quên, cứ theo phương tiện Phật dạy, hiện thời tu theo hạnh, thanh văn. Nay Phật nhắc lại, liền tin nhận, được an vui tự tại, và được Phật thọ ký. Các ngài dùng hình ảnh, anh chàng nghèo say rượu, tới thăm người bạn thân, được bạn đãi cơm thịnh soạn, và tặng cho một hạt châu cột trong chéo áo. Do uống rượu say nên quên không nhớ mình có hạt châu quý giá, cứ đi lang thang cầu thực một cách khổ sở. Sau bạn cũ bất thần gặp lại, thì ra anh bạn nghèo say này vẫn còn nghèo, mới trách: xưa tôi có cho anh một hạt châu cột trong chéo áo, sao không lấy ra mà dùng? Từ đó anh bạn nghèo mới lấy hạt châu ra xài và trở thành người giàu có sang trọng. Người cho châu là dụ cho Đức Phật. Từ thuở xa xưa, ngài đã từng nói kinh Pháp qua giáo hóa cho đồ đệ rồi. Kẻ nghèo say rượu chỉ cho hàng đệ tử đã được Phật nói kinh Pháp qua rồi mà quên đi. Bây giờ được Phật nhắc lại mới nhớ, nhận ra tri kiến Phật nơi mình và được Phật thọ ký sẽ thành Phật. Qua ví dụ này, chúng ta thấy tâm hạnh của hàng thanh văn còn hạn cuộc, chưa viên mãn, được chút ít cho là đủ. Chỗ mà hàng thanh văn lấy làm sở chứng, sở đắc, đó không phải là bản hoài của Phật. Phật muốn ai tu rồi cũng thành Phật như ngài, chứ không bằng lòng cho chúng ta an trú ở quả vị thanh văn duyên giác. Vậy kinh Pháp Hoa dạy chúng ta phát tâm tu phải rộng lớn, là tự mình tu được giác ngộ thành Phật, và giáo hóa cho người tu cũng được giác ngộ thành Phật như mình. Muốn được thế thì phải trải qua thời gian công phu tu tập lâu dài, công hạnh mới viên mãn,